Hiện bây giờ là cỡ 4 giờ 20, xe đã tới nhà của anh Huy Béo. Đây là chú rể. Hello, nhà ở đâu? Bây giờ là cỡ 4 giờ rưỡi. Chú rể đang ngủ. Bây giờ là cỡ 5 giờ 30 hay 5 40 gì đó, xe đã dừng ở đường Nguyễn Xí, Bình Thạnh. Chú chín mua bánh mì. Mới ra lò luôn. Đây là anh nhã của đen. Ông cái đoạn này đúng đoạn vậy mà qua khỏi chân phí qua nó cầu đó mới được. Chú Chính ơi, chú Chính, mình đang ở đâu chú Chính? Đang ở Đồng Nai. Này cái đang cỡ Xuân Lộc ở bà Đồng Nai, Long Khánh á, Long Khánh rồi. Đồng Nai Long Khánh. Đó, có Long Khánh. Cái nhà đã dừng chân ở trạm bò sữa Long Thành Xuân Lộc, một cái trạm dừng chân rất là lớn. Và bây giờ là đang ăn sáng. Dạ. Nhã, Huy, anh Tèo, Úc Trinh, Diệm Thanh, chú Chính, anh Tuấn, cô Vân. Đây cà phê, Đó, sao vậy cậu? Chú rể ngủ một giấc gần 2 tiếng trên xe luôn. Bây giờ ngon lành. Đây là điện gió Ninh Thuận. Cái cánh của nó là 60 mét đó, 60 mét đó. Trời ơi, một cái cánh mấy tỷ bạc. Gì lâu gãy. Hai tài xế thay phiên nhau lái. Cái ô tròn tròn ở trên đó là leo lên đó, sáng leo lên đó làm việc đó. Bây giờ là 11 giờ rưỡi, cả nhà đã tới quán ăn gió biển ở Nha Trang. Xung quanh toàn núi với núi. Chú rể Huy Béo. Mấy cái núi ở trước quán cao quá xì nái luôn. Xe có đoàn. Đây là chú rể Huy Béo đang ăn mâm mâm. Đây là cô dâu. Say hi. Ruộng bay thẳng cánh luôn.
Rồi, sáng hôm nay là sáng chủ nhật. Chú rể dẫn anh Kiệt đi uống cà phê. Tiệm cà phê nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Huệ luôn. Dạ. Dạ dạ ý con đang thử chứ. Sao? Dạ được. Dạ. Dạ. Là 10 giờ là mình có mặt chuẩn bị cái đi một đường là tới chỗ đó là quẹo cái là vô tới luôn. Chấm cô dâu toàn là bút bằng non không à? Bút bằng non không à? Bút bằng non không à? Thấy thì dễ thương mà dữ lắm. Vui với bình định thì khỏi nói. Phải vui bình định cực kỳ là gọi là dữ luôn á. Vui đã ra bình định. Dạ đúng rồi. Bình định là cái. Nhưng mà giỏi, giỏi cực kỳ luôn. Tao tự lập đó, là kiểu như sống trên đồng quê lắm. Tại vì người quê người ta là. Tại cực khổ người xưa rồi. Chút nữa nhờ nhờ anh Hoàng phụ. Rồi rồi rồi. Rồi, đã tới nơi, bây giờ gia đình mình đang xuống xe. Rồi, tới nơi rồi, bây giờ nhà mình gia đình mình đang xuống xe. Đây. Đây thuận nè, thuận nắng nè đẹp nè. Khung cảnh quá đẹp luôn. Đây, đường đi nên thơ giữa đồng ruộng xanh mướt. Đó là canh đây nè. Anh trước em anh ơi. Không, anh chưa xuống. Chưa xuống nè. Chưa xuống nè. Lần đầu tiên. Anh đi quay tốt rồi. Tốt là bà đi xuống. Má Năm này lên đồ quá đẹp. Rồi, hot boy của đàn chúng ta. Đây. Cầu ba má Năm chị bé đó chụp lại chụp cái bé đâu chụp hình chị bé rồi cầu Thanh chụp hình mà anh lên đây bé cô Vân bé con gọi em gọi đi mình nhiều người mình nhầm lắm đẹp đẹp trai. Rồi, tài xế say hai. Dạ. Chú chưa chạy mà. Qua góc kìa. Bỏ vô đi thấy hết. Cái áo này xích ra nó gần màu quá. Mọi người đang xếp hàng mà. Nào giúp cô xuống rồi bỏ vô. Mọi người đi đi. Đi. Vô đi con. Vô đi. Vô. Ba chị kêu nó chụp tới rồi. Rồi, rồi vô. Dùng xét cái tay, ta đem dùng xét cái tay. Dùng xét cái tay. Cứ quẩn trước mặt nha. Zoom lại thôi chứ còn được không qua. Máy này không có zoom được. Để con kịp, để kịp. Mang xe đi cho mình kiếm. Dạ, cảm ơn ông Đức. Thank you.
nhau lậm cậm mà nhất quyết là đeo cho vợ, không để cho mẹ đeo. Lo cho vợ nha, đáng siêu vợ. Đáng lo. Chị vô, chị vô, chị ngồi đi. Chạy thêm chút chút nữa. Chị quay về kiệt hậu kỳ mà. Quay về biên tập rồi. Rồi hai đứa trao nhẫn đi con. Cái này mới là cái quan trọng đó. Chúng ta chứ. Dạ. Chị xuống cái tay. Cứ xong đi rồi, đúng rồi, đây đây. Để tay con lên, để tay con lên cái ngón tay đeo nhẫn hai đứa chồng lên nhau, bỏ hoa xuống. À, bông thấp xuống. Rồi rồi. Bông hạ thấp xuống thôi. Để hai dẫn cho ra. Huy đặt tay lên tay của Huệ, chỗ cổ tay á, chỗ cổ tay á, đúng rồi. Ngửa ngửa tay ra xíu thấy được cái nhẫn. Huy hạ xuống luôn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bắn 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 đi bắn bắn đi bắn đi bắn đi. Vậy là tuyệt vời quá à. Mình cho một vòng hoa tay lớn lớn đi ạ. Ngon lành. Không biết chút xương quá ngon. Ừ. Làm kỷ niệm mà. Có cái bác nó nói chuyện nhỏ không nghe gì. Okay. Có hình ảnh để lưu lại rồi. Đây nè. Dạ bị khuất mặt cái bác á. Dạ bị khuất mặt bác gái rồi. Bác trai lùi. Dạ dạ dạ. Rồi 1 2 3. Dạ một tấm nữa. Lấy hết. Dạ rồi ạ. Dạ lấy hết toàn bộ. Dạ. Dạ ngoại. Rồi xong rồi đó, vô đi vô đi vô đi. Tắm 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 này đi. Ờ đúng rồi, lỡ nắng rồi chậm tắm đi. Lỡ nắng rồi. Mũ móc lấy mũ sao không?
Được. Em nhìn theo cái hướng nào mà em thấy thoải mái á. Rồi, ok. Vui. Anh chụp túi chứ. Tính ra kêu Kiệt chụp vài tấm xong rồi vô mình chụp mấy cái người tới người ta bỏ không tiền á. Đây, má Năm có hot boy, có vệ sĩ kế bên kia cầm dù, trời ơi, giống nữ đại gia bà Điểm đây. Xin giới thiệu nữ đại gia bà Điểm. Xin giới thiệu nữ đại gia bà Điểm đây. Sơn che bên này rồi. Đúng rồi. Đây là photographer của chúng ta.